ai mê thương hiệu đồng hồ Rolex cũng rất thích, bởi vì mẫu này hầu như ai đeo, ai dùng cũng đẹp, ai dùng cũng thích. Đối với phiên bản vàng thì sẽ có những cái chuyện chứng nhận ở đây từ thụy sĩ, như là chuyện đầu chó vàng là ghi AU750 ký hiệu ở đây rất rõ. Đây là phần sau của chiếc đồng hồ, chúng ta sẽ thấy được bên trong luôn. Đối với phần chỗ đầu khóa này thì sẽ kết nối với phần, đây là phần để cài được xỏ dây vào. Phần này thì màu đen này thì được làm từ thép, và phần vàng này vẫn là vàng AU750 luôn. Kể cả phần đầu khóa này cũng phải có chuyện đóng mộc là AU750 và đầu chó. Những cái chuyện này thì hầu như gần như là tuyệt đối rồi, là không có làm giả được.